Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu tính năng mới cho các bạn. Tính năng của đây, kênh của mình. Kênh của tôi đó. Tính năng mới của phiên bản beta. Đây, audio studio. Các bạn vào đây. Đây các bạn. Bật cái dịch này lên. Các bạn thấy tính năng mới, giao diện mới có cái tính năng kiểm soát được nó như trên điện thoại các bạn. YouTube Studio mới trải nghiệm, mặc định bạn có thể thay đổi điều này trở lại Studio, Play Studio trong cái này. Đây các bạn vào cài đặt này. Audio của điện mới. Thì ở đây nó có nhiều tính năng thiếu là phát danh sách này, phát trực tiếp này, dịch và chép lời này, thư viện này, thêm này. Đấy. Nó thiếu mấy tính năng đấy. Thì ở đây trong này có phần mục nhận xét. Nhận xét đấy để quản chúng ta quản lý các cái nhận xét của mình. Video. Đây phần này là quản lý video của mình. Video có tính năng kiếm tiền này, ngày này, tháng này, số lượt này. Đây các bạn vào phân tích này. Đây. Vào phân tích của chúng ta thì nó cũng như ở trên điện thoại thôi. Video hàng đầu đấy, cái gì nó rất chi là dễ nhá. Nhưng các bạn sẽ quản lý luôn được các cái phần của mình, được xem này, các video lần cuối này. Nhà mình xem được các cái video của mình là nó xem thế nào, ở đâu, và video hàng đầu mình là cái video gì để mình bắt đầu mình cứ tiến triển, mình làm tiếp những cái video của mình thôi. Nhà những video đấy có người xem ở trong cái kênh của bạn, còn những video khác thì các bạn không được xem. Kênh này rất thực tế của mình là làm những video có cả người xem có cả người không xem được, thì mình cũng là người mới biết làm và được từng này người đăng ký thôi các bạn. Doanh thu à? Đấy. Doanh thu thì nó tính từng tháng một cho mình, tháng một tiếp diễn kìa. Đấy. Được 6 đô. Tháng này chết tói. Số lần phát lại này. Video có thu nhập tốt này. Nói chung là khoai lắm. Loại bỏ quảng cáo. Nó không khác gì cái trên điện thoại của mình khám phá. Đây. Thì chúng ta cũng có cụm từ tìm kiếm này, nhiều này. Trên YouTube này. Đấy, loại nguồn lưu lượng truy cập này. Các video đề xuất nội dung này. Các nguồn bên ngoài tìm kiếm trên Google có lượng 74,0%. Nhưng mình làm để cho thằng Google nó tìm kiếm trên Google chứ không phải vào YouTube để tìm kiếm mình. Đây danh sách hàng đầu phát nội dung của bạn. Danh sách này. Thì cái này các bạn cũng nên làm danh sách thì nó cũng sẽ giúp cho bạn gì? Làm được tốt. Đây tổng hợp số điện thoại. Tạo danh sách cũng là một cái gì đấy để cho mấy họ tìm đến mình. Thì đây là mình không biết, mình sẽ giới thiệu cái tính năng này thôi nhé, các bạn sẽ tự tìm hiểu thôi. Mình sẽ không chắc chắn là mình nói đúng hay nói sai, vì mình đây là làm chơi thôi.
thì có cái tính năng mới này mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Các bạn vào tự nghịch nhé. Mình cũng biết gì đâu. Thì thấy mới thì mình vào mình giới thiệu cho các bạn thôi. Đây, không phụ đề. Việt Nam. Cái này Việt Nam xem nhiều chứ còn nước khác có đâu. Kênh được mấy đô tháng. Chết đói. Phần tử màn hình kết thúc. Các video thẻ hàng đầu. Nói chung là tẻng tẻng lắm, không ăn thua. Các video hàng đầu mà mình kết thúc. Video tháng cô hồn gọi điện. Video này được bao nhiêu lượt xem này? 26 lượt xem. Vãi cả 26 lượt xem. Xin chào tạm biệt các bạn nha. Xin chào các bạn.